Thì khán giả thân mến, hãy cùng quay trở lại với chương trình và thí sinh tiếp theo đó chính là Lê Phương Anh. Có một điều... Cảm ơn các bạn, tôi muốn hỏi Lê Phương Anh một câu. Tôi rất tò mò bởi vì tôi biết rằng trong chương trình ngày hôm nay tôi đoán bạn sẽ hát một ca khúc tiếng Nhật, nhưng cuối cùng lại không phải là ca khúc tiếng Nhật trong khi bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật, thì tôi nghĩ là đó là một lợi thế chứ. Cảm ơn anh. Nhưng lời đầu tiên cho phép mà Phương Anh xin gửi tới lời chào tới tất cả các quý vị đang theo dõi truyền hình trực tiếp, và xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Cảm giác như là một cô thí sinh của cuộc thi Hoa hậu nào chuẩn bị phần thi ứng xử đúng không ạ? Để trả lời câu hỏi của anh thì cảm ơn anh. Và như anh đã biết và như tất cả các bạn đã biết rằng là các bạn đều mong đợi ở Phương Anh một phần trình diễn tiếng Nhật trong phần thi nhạc nước ngoài này. Nhưng vì Phương Anh đã sinh sống và làm việc tại Nhật, nhưng đây là một cuộc thi theo Phương Anh nghĩ rằng là Phương Anh nên cần, thứ nhất là cần cái mới, thứ hai là lần trước anh có nói rằng có một bạn đã nói rằng là với Liệu Phương Anh chỉ có ngoại hình, chỉ có giọng lạ, nhưng hôm nay mình muốn chứng tỏ cho tất cả các bạn thấy rằng Liệu Phương Anh không chỉ có thế, các bạn hát được tiếng Anh và Liệu Phương Anh cũng sẽ cố gắng làm được điều đó. Vâng, Liệu Phương Anh không chỉ có thế và chúng ta hãy cùng chờ xem. Nhưng trước tiên là những hình ảnh của Liệu Phương Anh. Đã chọn ca khúc How Do I Live. Ever so hard. Câu này khó lắm rồi. Ever so survive. À, ever survive. Em phải chuyển lên. Hai cái chữ này thôi là em suy nghĩ nhất để khi mà em chọn cái bài hát này. Cũng nhiều năm rồi mình không nói tiếng Anh và cũng như là ca hát. Đây là lần đầu tiên và đó cũng là điều khó khăn. Cái emotion của bản nhạc nó chưa có thoát ra. Có thể em ca cái bản nhạc này như em nói chuyện cùng người nào đó. Em có bây giờ có cái đoạn tình cảm gì chưa? Em có chưa? Bí mật. Bí mật, không sao, bí mật thì không sao. Nhưng cái quan trọng ấy, có hay không có, em đã chọn bản nhạc này thì em cần phải cái emotion nó phải ra. Anh Thanh Bùi đã chỉ cho mình về từ cách phát âm cho đến hát tiếng Anh làm sao, nhấn nhá ra làm sao. Thân thấy là cái bản nhạc mà Phương Anh chọn cũng khó lắm. Bởi vì khi mà lên chỗ cao thì nó phải có một sự sức mạnh. Mà tôi thấy là Phương Anh là như là có một cái tiếng ca hay nhưng mà mình không, mà lại không có tự tin vào cái tiếng của mình. How do I, oh how do I How do I live without you? Mình sẽ không thể nào mà bước tiếp được nếu thiếu tất cả các bạn. Vì vậy hãy ủng hộ và bình chọn cho Liều nhé. Get through one night without you. If I had to live without you, what kind of life would I be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you would take away good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I real in my life?
Phần chọn bài hát thì tôi thấy là em chọn cái bài nó rất là hợp với giọng. Còn về âm nhạc thì tôi nghĩ là em cũng làm tốt. Chỉ có cái phần phát âm thì nghe em hát thì biết là người Nhật hát tiếng Anh. Hát được như thế thì tốt quá rồi anh. Anh đòi hỏi quá cao. Thực sự rằng là em hài hòa tất cả mọi thứ. Nói chung là từ cách ăn mặc của em, từ cái tóc tai, nói chung là rất là hợp với em. Có cái là chị muốn nhắc với em là nếu như mình không dùng, mình không lên được giọng giả, mình có thể dùng giọng thật của mình luôn. Đấy, thì nó không, không, em đừng có sợ gì hết. Tại vì lên giọng giả, thật sự rằng là em á, thì em cái giọng của em á, thì là em thường là dùng giọng thật nhiều hơn là giọng giả. Vì chuyển giả thì rất là khó, cho nên là em cứ lên giọng thật của mình thì rất là hay. Tại vì chị nghĩ rằng là em sẽ lên chỗ đó rất là căng mà hay. Nếu tại vì chị biết giọng của em là lên, nếu mà chuyển giọng giả thì hơi khó. Nhưng mà em làm rất là tốt tối ngày hôm nay. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Riêng đối với tôi thì tôi thấy là Liễu Phương Anh hợp với những bài hát mà tạo cho em một vẻ trữ tình đằm thắm. Có thể là những số lần trước, những vòng thi lần trước em đều chọn những bài hát mạnh mẽ, tạo nên sự cá tính đến mức từ hình thức cho đến biểu hiện của em đều làm cho mọi người cảm thấy hơi bị nhiều quá, hơi bị over. Thế đến hôm nay chị thấy là nó vừa vặn đối với em. Và có lẽ ở lứa tuổi của em thì có lẽ cái sự chín của một người phụ nữ nó bắt đầu được thể hiện ra chính bởi những cái cung bậc cảm xúc như bài hát này. Vậy nên những bài hát mà cần phải gồng lên thành một cô gái trẻ, hoặc là gồng lên thành một người nào đó giận dỗi hoặc là gì đó thì nó hơi không hợp. Chị thích bài hát ngày hôm nay của em chính bởi điều là nó nữ tính như vậy. Cảm ơn chị. Anh thì anh có cảm tình với cái tiết mục này không phải bởi vì em hát hay quá cho nên anh thích, mà tại vì cái bài hát này là nó dính tới nghề đạo diễn của anh, nó trong một cái bộ phim Con Air, cho nên là khi mà nghe tự nhiên nhớ cái bộ phim đó. Thì mọi người, em nói là mọi người ấn tượng em bởi vì em có một cái ngoại hình và một cái giọng lạ. Anh nghĩ không phải vậy, em còn ấn tượng với những bộ đồ chiếu chiếu nữa. Nhưng mà anh thì anh thấy cái tiết mục này em tốt, tức là giờ trước đây em hay bị, tức là quan niệm của em một cái bài hát cần tình cảm là em hay nức nở cho nó tình cảm, nhưng mà thật ra tình cảm nó không phải cần mình cố gắng mình nức nở. Thì hôm nay cái bài hát này nó vừa và anh thấy nó cũng có tình cảm. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và đã ở trên sân khấu thì phải gây ấn tượng, phải tỏa sáng, và ngày hôm nay Liễu Phương Anh đã làm được. Hãy soạn tin 4 gửi về số 6358 hoặc về tổng đài 19